Cô chào tất cả các em học sinh. Ở tiết trước các em đã tìm hiểu về ngành dung dẹp. Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sang ngành dung tròn. Các em hãy mở sách giáo khoa ở trang 47, lưu ý thông tin in đậm ở trên cùng. Dung tròn khác với dung dẹp ở đặc điểm nào? Đó là tiết diện ngang cơ thể tròn nè, có khoang cơ thể chưa chính thức và ống tiêu hóa phân hóa. Khoang cơ thể đó chính là khoang để chứa các nội quan nằm bên trong đó các em. Chúng sống ở đâu? Sống trong đất, trong nước nè, ký sinh trên cơ thể động vật, thực vật và ký sinh cả trên cơ thể của con người nha. Các em ghi nội dung chính này vào trong vở của mình, đặc điểm đặc trưng của ngành dung tròn nha. Trong các đại diện của ngành dung tròn, chúng ta sẽ học đại diện điển hình nhất đó là dung đũa ha. Thì trong tiết học về dung đũa có 4 phần chúng ta sẽ tìm hiểu. Đầu tiên, phần thứ nhất đó là tìm hiểu về cấu tạo ngoài nè. Phần 2 là cấu tạo trong và di chuyển. Phần 3 là cách dinh dưỡng của nó. Trong phần 3 lệnh trang 48 ở sách giáo khoa, đây là nội dung giảm tải cho nên các em không cần trả lời những câu hỏi trong lệnh này. Và cuối cùng đó là tìm hiểu về quá trình sinh sản của dung đũa như thế nào. Em hãy quan sát hình 13.1, hình dạng của dung đũa kết hợp với thông tin ở sách giáo khoa. Dung đũa là một loại dung tròn, thân hình ống màu trắng sữa hay hồng nhạt. Chúng ký sinh trong ruột non của người, gây đau bụng nè, tắc ruột hay là tắc ống mật. Nó phân tính có con đực và con cái riêng biệt. Đối với con đực nhỏ, ngắn, đuôi cong, kích thước của nó từ khoảng 15 cho đến 20 cm. Về con cái thì to và dài hơn so với con đực. Kích thước của nó khoảng là 20 cho đến có thể là lên đến 30 cm nha. Để phân biệt được dung đũa đực và dung đũa cái, chúng ta nhìn bên ngoài đó là dựa vào đặc điểm đuôi của nó. Thì khi em quan sát, em thấy đuôi con nào mà có phần uốn cong lại, đó chính là con đực nha. Như vậy cấu tạo ngoài có đặc điểm thứ nhất là cơ thể thuôn dài nè, khoảng 25 cm. Và đặc điểm thứ hai đó là bên ngoài cơ thể của nó có lớp vỏ cuticle. Lớp vỏ này có tác dụng để làm gì? Tác dụng thứ nhất, nó như một bộ áo giáp để giúp cho dung đũa không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa trong ruột non của con người. Ngoài ra còn giúp cho cơ thể luôn được căng tròn. Đó là đặc điểm về cấu tạo ngoài. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về cấu tạo trong và di chuyển của nó như thế nào. Các em hãy quan sát hình 13.2, cấu tạo trong của dung đũa cái kết hợp với thông tin ở sách giáo khoa. Để quan sát được cấu tạo bên trong cơ thể của nó, người ta tiến hành giải phẫu nó bằng cách là mổ dọc cơ thể của nó ở phía lưng. Quan sát thấy rằng là bao bên ngoài đó là thành cơ thể. Thành cơ thể có lớp biểu bì và lớp cơ dọc phát triển. Bên trong là khoang cơ thể chưa chính thức và trong khoang cơ thể chứa các nội quan. Bao gồm thứ nhất đó là ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa gồm có những cơ quan nào? Thứ nhất đó là miệng nằm ở phía trước cơ thể giữa ba môi bé nha. Kế đến đó là hầu và sau đó là ruột. Ruột ở đây là ruột thẳng, không còn là ruột phân nhánh như ở dung dẹp. Và kết thúc đó là hậu môn. So với dung dẹp thì hậu môn chưa có nè, và ruột là ruột phân nhánh. Đó là điểm khác biệt nha. Ngoài ống tiêu hóa thì bên trong khoang cơ thể còn chứa các tuyến sinh dục. Đây các em, tuyến sinh dục của nó dài và cuộn khúc như búi chỉ trắng ở xung quanh ruột của nó. Và đây là lỗ sinh dục cái. Như vậy cấu tạo trong của chúng bao gồm nè, có khoang cơ thể chưa chính thức, ống tiêu hóa phân hóa, có lỗ miệng, có lỗ hậu môn, tuyến sinh dục dài cuộn khúc. Nó di chuyển bằng cách nào trong môi trường ký sinh? Đây các em. Cơ thể chỉ có cơ dọc phát triển nên dung đũa di chuyển hạn chế. Có nghĩa là ít di chuyển. Chúng chỉ cong cơ thể lại và duỗi ra. Cấu tạo này thích hợp với động tác chui rút trong môi trường ký sinh nha. Như vậy chúng ta đã học tìm hiểu xong phần 2 cấu tạo trong và di chuyển. Chúng ta sang phần 3 tìm hiểu về cách dinh dưỡng của nó.
Các em hãy quan sát trên hình, lưu ý hướng mũi tên màu đỏ đấy các em. Đây là hướng di chuyển của thức ăn trong ống tiêu hóa của dung đũa. Như vậy, ở dung đũa nó có hầu phát triển, giúp nó hút chất dinh dưỡng từ ruột non của người với số lượng nhanh và nhiều. Và thức ăn đi theo một chiều trong ống ruột thẳng từ miệng đến hậu môn. Đó là cách dinh dưỡng của dung đũa. Này. Đây là nội dung chính của phần dinh dưỡng, các em ghi nội dung này vào. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, phần thứ tư là tìm hiểu về khả năng sinh sản của chúng. Đây. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về rõ hơn về cơ quan sinh dục của nó như thế nào. Đây các em, và đối với con cái nó có đến hai ống dẫn trứng nha. Đối với con đực thì chỉ có một ống dẫn tinh nha. Như vậy dung đũa phân tính nè, con đực con cái riêng ha, tuyến sinh dục của nó đều là dạng ống phát triển và nó thụ tinh trong. Chúng ta chuyển sang phần hai nhỏ, tìm hiểu về vòng đời của dung đũa như thế nào. Các em hãy quan sát hình 13.4 ở sách giáo khoa, vòng đời dung đũa trong cơ thể của người phát triển như thế nào. Như các em đã biết, dung đũa ký sinh trong ruột non của người, chúng hút chất dinh dưỡng trong ruột non của người nè để sinh trưởng phát triển. Dung cái đẻ khoảng 200.000 trứng mỗi ngày, trứng theo phân ra ngoài môi trường. Đây các em. Khi ra ngoài môi trường gặp điều kiện ẩm và thoáng khí, trứng sẽ phát triển thành dạng ấu trùng trong trứng. Đây các em. Có một vỏ dày bao bên ngoài, bên trong có ấu trùng nha. Ngoài môi trường thì trứng giun đũa có thể sống được từ 5 đến 6 năm khi gặp điều kiện thuận lợi như là gì? Đất được tơi xốp nè, nhiệt độ thích hợp nè, hoặc nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn thôi nếu như điều kiện môi trường đó bất lợi. Và khi người ăn phải trứng giun qua đâu? Qua các thực phẩm tươi sống, rau hoa quả sống chưa được rửa kỹ, hoặc là kể cả những thức ăn chín có dính bụi, có mang trứng giun, hay là do ruồi vận chuyển trứng giun đó làm ô nhiễm thức ăn. Như vậy khi chúng ta ăn những cái thức ăn có mầm bệnh, có trứng giun, thì vào trong ruột non của người lần thứ nhất, đây các em, vào trong ruột non của người lần thứ nhất, nhờ dịch tiêu hóa ở ruột non của người tác dụng lên vỏ trứng, làm giải phóng ấu trùng. Như vậy ấu trùng lúc này nó sẽ chui qua thành ruột theo máu đến gan nè. Ở đấy khoảng từ 3 đến 4 ngày, sau đó nó sẽ đi vào tim nè, rồi đi vào trong phổi. Đây, ở phổi ấu trùng phát triển lớn dần có kích thước khoảng từ 1 đến 2 mm. Ấu trùng di chuyển đến khí quản nè, đến hầu, rồi lại theo thực quản xuống ruột non lần thứ hai. Để các em, sau khi nó đi di cư và xuống ruột non lần thứ hai, nó sẽ phát triển thành con dung trưởng thành. Nha. Để các em, đây là hình nội soi ở trong ruột của người, phát hiện có dung đũa ký sinh ở trong đấy. Được chưa nào? Và ở đây thì nó sẽ đẻ trứng nè, trứng sẽ theo phân ra ngoài môi trường và tiếp tục phát tán nòi giống của chúng. Được chưa? Và lưu ý nha, trong thời gian mà di cư á, ấu trùng nó sẽ sống được nhờ vào việc là ăn máu. Và khi đến ruột non lần thứ hai thì dung đũa nó sẽ hút chất dinh dưỡng trong ruột non của người để lớn lên nữa. Và thời gian từ khi trứng vào trong cơ thể đến lúc dung trưởng thành mất khoảng 60 đến 70 ngày. Và dung đũa sống trong cơ thể người được khoảng từ 12 đến 18 tháng. Đây ha. Như vậy các em đã tìm hiểu rõ về vòng đời phát triển của dung đũa như thế nào rồi, đúng không nào? Như vậy đến đây chúng ta đặt ra một câu hỏi, ai có thể bị nhiễm dung đũa nè? Đây các em, tỷ lệ người mắc bệnh dung đũa nhất là trẻ em ở nước ta rất là cao, trên 90%. Do đâu? Thứ nhất là do điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của dung đũa. Những vùng có điều kiện kinh tế kém phát triển, cơ sở vật chất vệ sinh thô sơ nè, ví dụ như là phân người là bị thải trực tiếp ra đất, hoặc là dùng phân để bón cho cây trồng, ao cá, trứng giun sẽ phát triển trong đất và bám trên bề mặt của rau, củ quả. Và từ đó thì do cái thói quen sống của những vùng dân trí kém,
phát triển, tức là ý thức vệ sinh chưa có cao á, cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiễm dung đũa ở tỷ lệ cao, như là đi chân đất nè, tiếp xúc với môi trường bên ngoài mà không có phương tiện bảo hộ, không vệ sinh tay sạch sẽ sau khi tiếp xúc với môi trường bẩn, hoặc là sau khi đi vệ sinh và tập quán ăn rau sống do chúng ta chưa có rửa kỹ nữa. Và trẻ em là đối tượng nguy cơ lây nhiễm dung đũa nhiều hơn so với người lớn. Vì sao vậy mấy em? Vì trẻ em ý thức vệ sinh của trẻ còn kém, đúng chưa nào? Chưa có ý thức vệ sinh như người lớn. Đây. Như vậy tác hại của dung đũa như thế nào? Đây các em, dung đũa ký sinh và cạnh tranh chất dinh dưỡng tại ruột non với vật chủ như là chất đạm, các loại vitamin vân vân. Trẻ sẽ bị kém phát triển về chiều cao, cân nặng và trí tuệ nếu như bị nhiễm dung trong một thời gian dài. Và bên cạnh đó có những tác hại nào? Dung đũa ngoài tranh chấp dinh dưỡng của người, nó còn sinh ra những độc tố và gây ra tắc ruột, tắc ống mật nếu như bị nhiễm dung quá nhiều. Đã gặp trường hợp một em bé 5 tuổi tắc ống mật phải mổ lấy ra được 1.057 con dung đũa, và kỷ lục đã gặp một trẻ 3 tuổi phải mổ 2 lần lấy ra được tổng số dung là 50.000 con. Các em, thì em quan sát trên hình, đây là con dung đũa nó chui vào trong ống mật, nó chui vào trong ống mật làm tắc nghẽn ống mật. Được chưa nào? Đấy là một số tác hại của dung đũa. Này, như vậy biện pháp phòng bệnh là gì? Đó là tẩy dung định kỳ nè, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống, xây dựng hố xí hợp vệ sinh nè, giáo dục cho trẻ em về tầm quan trọng của việc rửa tay, đi các phương tiện bảo hộ, thói quen sống tốt để nâng cao sức khỏe nè, tuyên truyền giáo dục và nâng cao ý thức cho người dân về việc là dùng phân bón như thế nào, tập tục ăn uống ra sao để đảm bảo sức khỏe cho con người, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với môi trường hoặc là vật dụng bẩn. Về thực phẩm thì sao? Thực phẩm rau, củ, quả phải rửa sạch, gọt vỏ, nấu chín trước khi ăn. Hạn chế ăn rau sống. Nếu ăn rau sống là cần phải rửa thật là sạch sẽ. Đúng chưa nào? Tránh tiếp xúc trực tiếp với nền đất nè. Mang đầy đủ phương tiện bảo hộ khi làm những công việc mà liên quan đến đất như nghề nông. Đặc biệt là ở những vùng có thói quen dùng phân người để bón cho cây trồng. Đó là một số biện pháp để phòng bệnh dung đũa. Các em. Đến đây em có thể trả lời câu hỏi lệnh ở trang 49 sách giáo khoa. Câu hỏi thứ nhất. Rửa tay trước khi ăn và không ăn rau sống có liên quan gì đến bệnh dung đũa? Câu hỏi thứ hai, tại sao y học khuyên mỗi người nên tẩy dung từ 1 đến 2 lần trong một năm? Đây là câu hỏi bài tập cô giao việc để các em làm. Các em hãy làm trả lời câu hỏi này vào trong vở của mình ở phía sau cuối bài học nhé. Đây là nội dung trọng tâm của phần 4 sinh sản. Các em hãy ghi đầy đủ nội dung này vào trong vở của mình. Lưu ý vẽ sơ đồ vòng đời, hướng mũi tên thật là chính xác nhé. Ghi rõ biện pháp phòng chống bệnh dung đũa như thế nào. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy ghi đầy đủ nội dung bài học, học bài nè. Làm câu hỏi lệnh và câu hỏi 2 ở sách giáo khoa trang 49 vào trong vở của mình ở phía cuối bài học. Chuẩn bị bài 14. Cô mến chào tất cả các em.